áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng tất cả các em đã đến với video bài giảng ngày hôm nay. Và trong hôm nay, cô và trò chúng mình sẽ cùng nhau học về Unit 4 Worksheet. Chúng mình sẽ cùng nhau giải các bài tập ở trong phần này nhé. Nào, bây giờ chúng mình cùng nhau mở trang 141 của sách giáo khoa ra và chúng mình sẽ cùng nhau lần lượt giải các bài tập từ 1 đến hết nhé. Nào, chúng mình cùng bắt đầu bài học thôi. Đầu tiên thì chúng mình sẽ bắt đầu với bài số 1. Ở bài số 1 thì đề bài yêu cầu chúng mình đó chính là write, có nghĩa là viết. Và câu hỏi ở đây đó chính là Are these family members male, female or both? Có nghĩa là những thành viên trong gia đình ở dưới đây. Dưới đây có nghĩa là trong ô trống này. Ở trong ô này thì là đàn ông mang giới nam hay là phụ nữ mang giới tính nữ hay là cả hai. Đối với các thành viên mà là male, có nghĩa là con trai hoặc đàn ông, thì chúng mình sẽ điền chữ M vào phía bên phải. Còn nếu các thành viên mang giới tính nữ thì chúng mình sẽ điền chữ F vào phía bên phải. Còn nếu như mà cả hai giới thì chúng mình sẽ điền chữ B, chữ B vào bên phải của thành viên đó nhé. Nào, chúng mình cũng bắt đầu thôi. Đầu tiên chúng mình có từ father. Father có nghĩa là bố. Vậy thì bố mang giới tính nam đúng không nào? Thì mình sẽ điền male, chữ M vào bên cạnh father đúng không nào? B, mother. Mother có nghĩa là mẹ. Mẹ là phụ nữ. Vậy thì mình sẽ điền have vào bên phải mother. C, grandparents. Grandparents chúng mình dịch là ông bà đúng không nào? Vậy thì ông và bà thì mang cả hai giới đúng không nào? Vậy thì chúng mình sẽ điền chữ B vào phía bên phải của grandparents. Tiếp đi là sister. Sister thì là chị em gái. Vậy thì giới tính ở đây đó chính là phụ nữ đúng không nào? Female. Và chúng mình sẽ điền F vào phía bên cạnh của sister. Tiếp là E, son. Son có nghĩa là con trai. Con trai của bố mẹ. Con trai ruột của bố mẹ đúng không nào? Vậy thì con trai thì chắc chắn phải là chữ M. M đúng không nào? Male đúng không nào? Tiếp theo F, auntie. Auntie có nghĩa là cô dì đúng không? Cô dì thì chắc chắn female chính là giới tính của cô gì đúng không nào? Và chúng mình sẽ điền F ở đây. Tiếp, chúng mình có từ brother, có nghĩa là anh em trai đúng không nào? Anh em trai, nghe phát là chúng mình sẽ biết luôn là điền chữ M vào đây, chưa nào? Tiếp theo children, có nghĩa là con. Con thì có thể là vừa là con trai, vừa là con gái đúng không nào? Vậy thì chúng mình sẽ điền ở đây, đó chính là chữ B đúng không nào? B. Tiếp chúng mình có cousin. Cousin là anh chị em họ. Vậy thì cousin đây sẽ vừa mang có thể là con trai, có thể là con gái tùy từng trường hợp đúng không? Vậy thì ở đây chúng mình cũng sẽ điền là B. Rồi. Tiếp theo chúng mình có từ uncle, có nghĩa là chú hoặc là bác trai. Vậy thì ở đây chắc chắn phải điền là chữ M. Rồi. Tiếp chúng mình có từ nice. Đúng nào? Nice ở đây có nghĩa là cháu trai. Tiếp theo chúng mình có từ niece. Niece ở đây có nghĩa là cháu gái, tức là con của
anh chị em của mình ý. Đó, vậy thì cháu gái đây, vậy thì chắc chắn sẽ là F là female đúng không nào? Rồi, tiếp theo chúng mình có từ daughter. Daughter thì nó cũng kiểu giống như là son, nhưng mà daughter thì là con gái ruột của bố mẹ, còn son thì là con trai ruột của bố mẹ. Vậy thì daughter là con gái, vậy thì chắc chắn ở đây mình sẽ điền chữ F đúng không nào? Và tiếp theo chúng mình có từ nephew. Nephew có nghĩa là cháu trai, và cháu trai đây là con của anh chị em nhà mình. Vậy thì cháu trai, vậy thì chắc chắn là mình sẽ điền chữ em ở phía bên cạnh của nephew đúng không nào? Rồi, vậy là chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1, và bây giờ chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 2 nhé. Ở bài tập số 2 này thì đề bài yêu cầu chúng mình đó chính là complete a card family tree with the words in the box. Có nghĩa là chúng mình sẽ hoàn thành cái sơ đồ và hệ của nhà bạn Carl cùng với những từ ở trong hộp đã cho. Những từ ở trong hộp đã cho đó chính là brother, có nghĩa là anh chị em, anh em trai, dad có nghĩa là bố, grandfather có nghĩa là ông, sister có nghĩa là chị, cousin có nghĩa là anh chị em họ, và auntie có nghĩa là cô hoặc là dì. Và đây chúng mình sẽ lần lượt điền các từ ở trong box, trong hộp này vào các vị trí A, B, C, D, E và F. Đầu tiên, đối với vị trí A ở đây chúng mình để ý là một vị trí nam đúng không nào? Vậy thì các từ có thể điền được vào vị trí A ở đây sẽ có thể là brother, dad, grandfather hoặc là cousin đúng không nào? Tuy nhiên chúng mình để ý này, ở bên cạnh A đó chính là grandmother, có nghĩa là bà đúng không nào? Vậy thì ở bên cạnh bà đó chính là chồng của bà, và đó chính là grandfather. Vậy thì vị trí A này chúng mình sẽ điền đó chính là grandfather Father nhé. Tiếp theo, đến với vị trí B. Vị trí B ở đây chúng mình nhìn thấy có cái đường ở dưới này, có cái đường đường chéo này, thì có nghĩa là B ở đây sẽ là con của grandmother và grandfather, có nghĩa là con của ông và bà. Và ở đây vậy thì con của ông và bà thì có thể là bố mẹ của mình này, cũng có thể là cô dì chú bác của mình đúng không? Vậy thì để biết được xem là B sẽ là bố mẹ của mình hay là cô dì chú bác, vậy thì chúng mình để ý đây, B ở đây tiếp tục là một người nam, và người nam ở đây có vợ là mom, có vợ là mẹ của mình đúng không nào? Vậy thì B ở đây chắc chắn sẽ điền đó chính là dad đúng không nào, nghĩa là bố của mình. Bởi vì chồng của mẹ mình thì chính là bố mình, và đó chính là dad. Tiếp theo, ở vị trí C, thì ở đây vị trí C là một người nữ. Người nữ này có chồng là uncle, là chú của mình, là chú hoặc bác của mình. Vậy thì người nữ này đó chính là cô dì của mình đúng không nào? Và ở C đây thì chúng mình sẽ điền đó chính là auntie. Rồi, tiếp theo chúng mình sẽ đến với vị trí D, E và F. Chúng mình để ý ở đây D, E và F thì đều là con của thế hệ thứ hai, đó chính là con của bố mẹ mình và con của cô dì chú bác. Vậy thì ở đây chúng mình sẽ để là gì nhỉ? Đối với lại mom và dad thì mom và dad sinh ra ba người con, một người nữ này, một người nam và me Carl đúng không nào? Và bạn bạn Carl này là bạn chính ở đây. Vậy thì ba người con của
bố và mẹ ngoài con ra thì sẽ còn hai người còn lại thì chính là anh chị em của bạn con đúng không nào? Vậy thì ở đây D sẽ chính là sister của bạn ấy và E chính là brother của bạn ấy. Vậy thì vị trí D chúng mình sẽ điền từ sister, nghĩa là chị em gái bạn ý, và phần D chúng mình sẽ điền là brother, có nghĩa là anh em trai của bạn ý. Và phần F này, F là con của auntie và uncle đúng không nào? Có nghĩa là so với bạn Con thì F chính là chị em, anh chị em họ của bạn ý đúng không nào? Và ở đây chúng mình sẽ điền từ cousin, có nghĩa là anh chị em họ nhé. Được chưa? Vậy thì các vị trí của chúng mình A, B, C, D, E, F của chúng mình sẽ là A là grandfather, B là dad, C là auntie, D là sister, E là brother và F là cousin. Vậy là chúng mình đã cùng nhau giải quyết xong bài tập số 2 rồi đấy. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với bài tập số 3 nhé. Ở bài tập số 3 này thì đề bài yêu cầu chúng mình đó chính là Look at the family tree in activity 2. Answer the questions in complete sentence. Có nghĩa là chúng mình sẽ nhìn lại vào cái sơ đồ và hệ ở bài tập số 2 và sau đấy chúng mình sẽ trả lời những cái câu hỏi ở dưới này và chúng mình sẽ điền câu trả lời của mình vào những cái phần trống mà người ta để ra cho mình. Thì ở đây chúng mình có các câu hỏi như sau. Câu hỏi A, does Carl have any brothers? Carl thì có anh em trai nào không? Đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng mình cùng nhìn vào phái hệ của nhà Carl nhé. Thì chúng mình thấy này, bạn Carl đây và anh chị em của bạn ý đây. Và chúng mình để ý thấy bạn ý có một brother đúng là bạn có một anh em trai. Vậy thì câu trả lời đây đó chính là yes he does đúng không nào? Rồi. Câu hỏi số 2, how many cousins does Con have? Chúng mình để ý đây, có nghĩa là Con thì sẽ có bao nhiêu anh chị em họ đúng không nào? Để chúng mình để ý ngay ở đây nhé. Thì ở đây có bác, cô dì chú bác của bạn ý thì sinh ra một người con đúng không nào? Là F này. Còn người bác hoặc người chú còn lại này thì không chưa lấy vợ, chưa có con. Vì thế cho nên Carl mới chỉ có một người anh chị em họ hàng mà thôi. Vậy thì câu trả lời của chúng mình đối với câu hỏi Harmony sẽ là there are hay y nhỉ? There are thì sẽ đi với danh từ số nhiều, còn there is thì sẽ đi với danh từ số ít. Và câu trả lời của chúng mình đây thì chỉ có một người anh chị em thôi, thì cho nên là danh từ của chúng mình ở đây sẽ là danh từ số ít. Do đó động từ ở đây chúng mình sẽ chia là is. There is one hoặc là a cousin đúng nào? À vậy thì câu trả lời ở đây của chúng mình sẽ chính là he has, chúng mình nhớ chia động từ have thành has nhé. One hoặc là a cousin. Xem nào. Tiếp theo đến với câu hỏi số 3. How many uncles does Carl have? Đúng không nào? Carl thì có bao nhiêu người chú, người bác đúng không nào? Thì ở đây chúng mình sẽ đếm nhé. Chúng mình để ý này,
để biết được xem là con có bao nhiêu người bác trai hoặc là người chú thì chúng mình sẽ xem cái phần thứ hai, phần thế hệ thứ hai, tức là thế hệ phía sau con của bà và ông, và thế hệ cùng với lại mẹ và bố của mình. Thì đây chúng mình để ý có one and two uncles đúng không nào? Vậy thì như vậy là bạn con có hai người chú, hai người bác trai đúng không nào? Vậy thì câu trả lời đây của chúng mình sẽ là he has two uncles đúng không nào? Và vì là two là số nhiều, vậy nên là chúng mình sẽ chia uncles ở dạng số nhiều nhé. Tiếp theo, đến với câu hỏi số 4. Does Khan's cousin have any children? Có nghĩa là anh chị em của Khan thì có con không? Chúng mình để ý ở đây này. Ở đây thì sơ đồ phải hệ chỉ đến thế hệ của Khan mà thôi. Thế hệ Khan thì sẽ gồm có sister của bạn ý này, brother của bạn ý và cousin của bạn ý. Thế cho nên là không thêm một cái thế hệ nào nữa. Tức là thế hệ sau này thì chính là con của anh chị em của bạn ý cũng như là của bạn ý. Nên chúng mình không thấy đúng không? Thế cho nên là chúng mình có thể suy ra được điều là cousin của bạn ý cũng như là bạn ý hoặc là sister or brother của bạn ý thì đều chưa có con đúng không nào? Vậy thì câu trả lời của mình ở đây sẽ là no, he or she. Nhưng mà chúng mình để ý ở đây thì cousin bạn ấy là một người con trai, vậy nên chủ ngữ ở đây sẽ là he, được chưa? Và chúng mình sẽ câu trả lời chúng mình sẽ là no, he doesn't. Đó, vậy thêm ở đây là no, he doesn't nhé. Vậy là chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3 rồi đấy. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 là một bài tập viết. Và bài tập yêu cầu chúng mình đó chính là write about your family, có nghĩa là chúng mình sẽ viết về gia đình của chúng mình. Và đây để bài đã đưa ra một ví dụ đó chính là I have two sisters and a brother. I don't have any aunts, but I have an uncle. Có nghĩa là tôi có hai chị em gái và một em trai hoặc là anh trai. Tôi không có bất kỳ một người cô dì nào, nhưng mà tôi có một người bác trai hoặc là chú, được chưa nào? Vậy thì chúng mình cũng sẽ dựa vào cái mẫu này và chúng mình sẽ viết về bản thân chúng mình. Chúng mình sẽ sử dụng là cấu trúc là I have, nghĩa là tôi có, cộng với lại số lượng, ví dụ như là a hoặc là one hoặc là two cộng với lại thành viên trong gia đình của chúng mình, ví dụ là sister, brother hoặc là aunt hoặc là uncle hoặc vân vân đúng không nào, hoặc là cousin đó. Và chúng mình lưu ý một điều đó chính là đối với những danh từ số nhiều, ví dụ như là chúng mình nếu mà có hai chị gái hoặc là hai anh trai trở lên thì chúng mình sẽ chia các danh từ đấy theo số nhiều và chúng mình sẽ thêm s là phía sau các danh từ đấy. Còn nếu như mà chúng mình không có sister, không có brother hay không có cousin thì chúng mình sẽ sử dụng cấu trúc đó chính là I don't have any cộng với lại danh từ số nhiều, được chưa nào? Vậy là chúng mình đã hiểu cách làm chưa nào? Rồi vậy là chúng mình đã cùng nhau giải quyết xong cả bốn bài tập của phần worksheet ngày hôm nay rồi đúng không nào? Cũng đồng nghĩa với việc là bài học hôm nay của chúng mình đã kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các em đã đồng hành cùng với cô trong suốt bài học ngày hôm nay. Và sau khi làm bài tập xong thì chúng mình nhớ xem lại một lần các bài tập mà chúng mình đã làm để vừa ôn lại kiến thức cũng như là vừa ôn lại các từ vựng mà chúng mình đã được học nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong những video bài giảng lần sau. Goodbye, see ya. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh.
trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.